ở ghế cho nó mười mấy năm anh ở ghế luôn, hồi cứ là chê nghèo không có gì đây ở ghế cúc á, mà chỉ cần yếu xuống một tí thôi thì không biết thì cái bối cảnh gia đình này nó sẽ càng đi xuống như thế nào. Tại gia đình ở trong cái gia đình này nè có bốn người, bà cụ thì tám mấy hả chị? Dạ 87. 87 tuổi, 90 tuổi rồi. Anh mắt cột, anh cột thì vì chữ tình mà phải sống một cái cuộc sống nó lầm lũi như vậy á. Dạ. Ai cho gạo? Dạ. Ta này con để đây ha. Gạo. Con dạ. Này là mì. Dạ. Mì với lại nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, đường đầy đủ hết á. Dạ, cái này là ăn tới qua Tết, ăn tới 2 năm mới hết. Năm nay với lại năm sau. Thì phải rồi. Thì đúng rồi. Mai mốt rồi Tết rồi, rồi ăn tới qua khỏi Tết. Dạ. Rồi năm sau. Anh này là anh Cột. Dạ, anh Cột là thứ bao nhiêu tuổi rồi? Anh thứ ba, 62 tuổi. 62 tuổi. Dạ. Anh Cột ngủ đây nè. Dạ. Vợ con anh đâu? Thôi rồi, nó ở Vĩnh Long. Sao thôi? Có chồng khác. Có chồng khác rồi. Nó có chồng khác, nó chơi nghèo, nó có chồng khác rồi. Nó chơi nghèo? Dạ. Gầu buồn quá rồi sinh bệnh. Bệnh gì? Có khi thì không có nhớ lại cái chuyện hồi trước. À. Hãy quên. Vậy là anh Cột là buồn tình đúng không? Dạ. Nhớ vợ đúng không? Đau hai cái đầu gối. Nhưng mà anh với vợ anh sống vậy thì có con không? Có được hai đứa con gái. Bao nhiêu tuổi rồi? Đó, bây giờ cũng ba mấy tuổi, hai đứa nó ba mấy lúc thôi thì con 10 tuổi với 6 tuổi. Thôi hai mấy năm. Nhưng mà vì sao vợ anh lại bỏ anh? Thì lúc đó anh làm anh ngành dược đó là chê nghèo. Đó, kêu anh lấy thuốc tây bán ăn bán chợ đây, anh không chịu, anh đang chạy xe đạp ôm thêm thì chê anh không có tiền. Chê anh nghèo. Nó quen người khác giàu hơn. À. Quen người khác giàu hơn, bỏ anh luôn. Yeah. Ngày ra đi chị có nói gì không mà làm đến anh bị không, bệnh? Không, anh ở ghế cho nó mười mấy năm anh ở ghế luôn. Hồi cứ là chê nghèo, không có gì đây, ở ghế. Rồi quăng quần áo anh ra bến xe rồi anh lại bộ về đây. Dạ, để em hỏi nha, anh Cột tí xíu. Là ngày xưa là lúc mà chị, anh ở bên vợ, thì vì anh nghèo quá, yeah, nên bên vợ có nghĩa là tìm một người chồng khác giàu hơn. Yeah. Thì vợ anh ở đâu? Ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Yeah. Rồi lúc anh ở bên vợ thì anh làm cái công việc gì? Ở đó thì làm bên y tế, với đồng hồ. Dạ. Yeah. Bên ngành dược. Anh làm ngành dược hơn. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi làm được bao nhiêu tiền một tháng? Hồi còn làm đó là lương tháng có mấy chục ngàn à, không có nhiều, bị mận hồi năm 81, 82 lần, ít tiền. Rồi sau về nhà rồi từ từ nó thấy không đủ tiền xài rồi kia, rồi cái mấy người nữa khá đó gù quến nó, rồi nó làm đơn nó xin thôi. Lúc mà chị xin thôi thì anh nói như thế nào? Rồi nó bắt con luôn. Anh ra gầu buồn rồi sinh bệnh. Sau đó thời gian đó có gầu buồn có rượu bia vô? Không có. Không, cũng về trên nhà trên này ở rồi mừng lạc giặc rồi trong nhà vậy thôi, chứ không có uống rượu, không có uống bia gì hết trơn. Cái ngày mà gia đình của chị cũng như là chị á, dạ, quăng đồ anh ra đường, thì lúc đó anh đi về đây bằng phương tiện gì? Đi bộ về. Đi bộ về hả? Dạ. Đi bộ về. Rồi cái sao thành phố Vĩnh Long cách đây mấy chục cây, ở Vĩnh Long đi ba mấy bốn chục cây, rồi sau đó cái nó làm đơn nó xin đi vậy, nó gửi về tới trên xã trên này. Rồi trên này xử rồi đưa xuống dưới tòa án huyện Bình Minh á. Rồi ở dưới tòa án xử thôi cho nó thôi chồng với bắt hai đứa con. Không có cho mình giữ. Vậy là ngày chị cúc cho em ngồi cái mà. Dạ, dạ. Vậy là ngày cái ngày mà chị thôi anh là xong, mà bao lâu thì chị có chồng? Vậy thôi rồi chừng vài tháng sau là thấy có đi xuống dưới là thấy nó quen người khác rồi. Rồi sao anh không có gia đình mới? Mà lại thấy hoàn cảnh nào cũng nghèo khổ rồi thôi, không có
hy vọng gì tới chuyện đó nữa. Rồi phần bệnh rồi này kia rồi đâu có hy vọng gì tới cái việc có giờ khác nữa. Nhưng mà mình nghĩ tích cực tí xíu, tại vì người ta bỏ mình cũng đâu có gì sai đâu, thì mình tìm một gia đình mới để mình cùng sinh sống chứ. Nghèo không tiền, thấy nghèo quá không có tiền rồi. Nhưng mà giàu tình thương là được rồi. Chỉ sợ người ta chê nữa rồi khổ nữa, rồi không có dám bước tới cái việc có vợ nữa. Với gì thấy hoàn cảnh hồi đó là về đây là thấy con em này nó bệnh rồi. Rồi gia đình thì ba không có nữa. Ba mất rồi còn má với mấy đứa em đồ quầy quần quật lo tàn đảo rồi này kia nuôi hai người bệnh rồi đó, thành ra thấy vậy đâu có dám ước ao gì bước thêm bước nữa, cứ vợ nữa làm chi. Rồi vì nghèo khổ nó chê nữa à, thôi chịu vậy luôn. Rồi vợ mình chăm hai đứa con này, có hai đứa con mình có biết mình ở đây không? Dạ có biết. Có thường thăm anh không? Có, hồi nhỏ thì nó hồi thâu là một đứa 10 tuổi, một đứa 4 tuổi. Tới lúc nó lên sau này đó, tới lúc mà nó được 18, 19 tuổi đó, bà ngoại nó mới dẫn lên. Nó dẫn lên cho biết nhà với hồi đó nhờ ở trên đài truyền hình Vĩnh Long quay phim. Rồi cái nó coi vô tiếng nó thấy. Cái bà ngoại nó mới dẫn đứa nhỏ nó lên trên này cho nó biết nhà với thăm hoàn cảnh như vậy đó. Rồi từ đó tới sau rồi Tết nó mới về. Thật thì em hỏi thật, đến thời điểm bây giờ anh còn thương vợ anh không? Bây giờ thì còn nhớ lại cái cảnh cực khổ đó thì cũng còn thương, nhưng mà bây giờ nó có chồng khác rồi thôi cũng... Cái kỷ niệm nào mà anh nhớ về vợ mình nhất? Cái đó thì thấy hồi lúc mà cực khổ rồi về đó thì nó mà lúc đầu thì thấy nó cũng vui vẻ với mình. Cũng đối xử với mình cũng đàng hoàng, mình nhớ cái đó. Có nghĩa là lúc còn đương thời vợ chồng còn làm đủ với nhau á, thì vợ mình nói vẫn sống chân chất với mình, cùng nhau để mà vượt qua để nuôi mấy đứa con. Sau khi làm ăn khá giả tí xíu thì vợ mình lại sanh lòng kiếm một người khác giàu hơn. Từ đó mà anh buồn luôn. Đúng không? Sao anh muốn khóc vậy anh Cục? Thấy nhớ tới hoàn cảnh thì thấy cũng nhớ lại cũng buồn. Tuổi cái thân phận. Nếu như mà vợ anh gặp mặt vợ anh thì anh sẽ nói cái lời gì đối với vợ anh? Nếu như qua đoạn clip này nè, anh có muốn nói lời nào với vợ anh không? Thôi không có dám gặp nữa, gặp nhớ lại dĩ dãn nó bệnh nữa. Nhưng mà bây giờ này em cho anh nói có thể là chị có thể xem được đoạn clip này đó, thì anh sẽ nói lời gì với vợ anh? Đâu, bây giờ đâu có biết nói gì nữa giờ. Tại bên kia có chồng rồi, có con rồi. Thật ra thì mỗi người cũng có gia đình riêng rồi. Một phần là vì cái phận nghèo á, nên thành thử là dù cho có muốn nói cũng không dám nói ra nữa, đúng không? Sợ nói ra rồi tủi lòng hơn, không biết thì người ta sẽ nghĩ mình như thế nào. Nhưng mà có bao giờ anh nghĩ rằng là khi mà gặp anh sống với cảnh như thế này á thì người phụ nữ sẽ nói là bỏ anh là đúng không? Dạ. Anh cột anh nặng tình á, nên anh thử là mỗi lần nói á là anh đều kìm nén cái nước mắt của mình lại, và hình như là anh đang nuốt một cái nỗi đau vào lòng. Có thể là mấy mươi năm qua rồi, anh cũng mười mấy, hai mươi năm hả anh? Dạ. Anh cứ ngậm ngùi rồi ở trên một cái chiếc giường, có bao giờ anh ngủ rồi anh khóc thầm không anh Cường? Có khi thì cũng buồn, nhớ lại cái dị dạng rồi đó cũng buồn, rồi thấy hoàn cảnh gia đình rồi này kia, có khi thì cũng buồn mà đâu có dám nói ra. Bây giờ nói đi em nghe nè. Cũng gắng chịu đựng. Nói đi em nghe nè. Nói đi kìa. Ôi dạ, không biết gì đâu mà nói dạ. Buồn hoàn vì vợ bỏ hay là buồn vì nghèo? Cũng thấy hoàn cảnh đâu nghèo khổ rồi, không có giúp đỡ gì cho cha mẹ được để
cha mẹ với anh em mấy chị em vừa lo nuôi dưỡng đâu đâu ăn uống này kia, thấy cũng cũng tội tuổi tuổi cái thân phận của mình. Hiện nay là mình có lao động gì để nuôi gia đình phụ giúp được không? Em đâu có làm cái gì lao động được gì đâu. Bây giờ xin mừng em luôn rồi. Có khi thì xách nước vô cho nó để đó, đằng cho nó có dội có gì đó là thôi, chứ mà đâu có làm gì đâu được được. Như sức khỏe thì cũng yếu. Vì hồi đó bệnh tâm thần rồi chuyển xuống với bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long tâm thần dưới đó, rồi mấy ông Trâm Điện lên cơn hoạn, mấy ông Trâm Điện rồi bây giờ tới bây giờ là nó yếu hai cái giò. Đâu có làm gì được. Đâu làm gì ra tiền, mọi chuyện là nhờ chị Cúc hết. Cái thèm đang đó đó. Rồi đâu có làm gì giúp đỡ gia đình được. Chứ nó hồi đó là tới giật điện chết luôn á. Cứng hàm luôn chết chất. Trong gia đình này á thì một con bà cụ đằng trước đó, đang ngồi cái giỏng đằng trước á. Ngoài nếu như mà chị Cúc á mà chỉ cần yếu xuống một tí thôi thì không biết thì cái bối cảnh gia đình này nó sẽ càng đi xuống như thế nào. Tại gia đình ở trong cái gia đình này nè có 4 người. Bà cụ thì 8 mấy hả chị? Dạ 87. 87 tuổi, 90 tuổi rồi. Anh cột. Anh cột thì vì chữ tình mà phải sống một cái cuộc sống nó lầm lũi như vậy á. Còn chị ngoài kia thì chị Hạnh thì phải bị nhốt vào trong một cái lòng vì cái biến cố của cuộc đời á. Tự nhiên cái mình ngồi đây á, mình cảm thấy là thật ra thì mình thấy mình may mắn hơn nhiều người đúng không? Những gần Tết như thế này, những ngày cuối năm như thế này, chia sẻ những cái đoạn clip này á để cho mình có thể cảm nhận sâu hơn về cái cuộc sống. Đâu đó gần thì có nhiều người họ có những cái bạn nói rằng là vì thất nghiệp quá, cuộc sống nó không đắp tuổi để mà chắc chiêu cái đồng tiền về quê hết. Nhưng mà thôi thì cố gắng, ở tình hình chung là như vậy. Nhưng nhìn những cái hoàn cảnh như thế này, tự nhiên cái mình thấy mình lại đỡ hơn rất là nhiều người đúng không cô bác anh chị? Bây giờ nếu như mà cho anh được nói lời cho anh một thật ước mơ thì anh sẽ ước mơ cái gì? Bây giờ không, cũng không có biết ước mơ gì nữa. Có vợ không? Em mai mốt em làm mai chưa? Không có dám nghĩ tới việc đó nữa rồi. Bây giờ chỉ ước nguyện là cũng như ở trong gia đình mà lật vặt rồi này kia, chứ sống chung gia đình rồi vậy từ cho tới già luôn thôi, chứ đâu có không có dám ước mơ gì nữa hết trơn. Hàng ngày là ở trong nhà này có đi ra ngoài đường ăn uống mua bánh gì không? Cũng ở vòng vòng trong nhà, có khi cũng có đi mua bánh rồi ăn mà ít. Để xin thuốc uống. Để xin thuốc uống là nhiều. Tháng 4 lần. Tháng đi được 4 lần. Còn đi ăn uống rồi là không có đi. Ba ông đưa ôm đi. Rồi. Con của anh có hay về thăm anh không? Hay là chỉ Tết về thôi? Tết nó mới về không à. À, nó về thì nó mua bánh đồ quà đặng cúng ông bà rồi vậy thôi. Rồi có bao giờ con anh ngỏ lời là nó sẽ rước anh về nuôi không? Tại vì nhà mình thì mình thật ra thì bây giờ thì coi như anh là một gánh nặng thêm cho chị Cúc, nhưng mà tình nghĩa anh em á không thể nào bỏ anh được. Có bao giờ mình ngỏ lời nói thôi con ơi rước ba về sống với con được không? Nó có cha mẹ chồng riêng, nó riêng bên cha mẹ chồng, hai, nó không có dám hai đứa con gái mẹ nó gả hết trơn rồi. Với nó có cái ông bà sao của nó đó. Thành ra nó không có nói tới việc mà rước mình về nuôi gì trơn. Nó lên nó chỉ thăm viếng như vậy rồi nó hỏi thăm vậy. Tết này có về không? Trong chốc lát Tết này chắc không nó có. Không biết về bữa nào. Tết này chắc nó có về. Thường thường Tết nó mới về. Nếu như mà không có những cái biến cố của cuộc đời ha, và không có những cái cú sốc á, thì đây là một gia đình có thể là khá giả. Tại vì cô bác anh chị có biết rằng là ở một cái giai đoạn á, gia đình này là những anh chị là những người có học thức đàng hoàng. Chẳng hạn như là chị Hạnh thì cũng học hết lớp 12 nè. Có thể là sau này nếu như mà không có cú sốc á, thì chị có thể tìm một cái công việc ổn định hơn. Có gia đình. Rồi anh Cột là cũng là một người bán thuốc tây, rồi cũng từng có gia đình, cũng anh học dược sĩ đó, đúng rồi. Thuốc được đó. Rồi đây chị là một cô giáo nữa, mà nhà ví dụ như bà cụ đằng trước này trước đây cũng buôn bán, nhưng mà tự nhiên cái vì những cái biến cố khác nhau á,
đưa gia đình vào một cái bế tắc mà con, mà mình khi mà mình ngồi đây mình chia sẻ mình thấy nó vô cùng xúc động luôn. Tại vì hồi trước thì cha cũng nghèo, không có được bà con cô bác gì bên nội đồ gì giúp đỡ trơn á. Cha đi làm mướn, múc đất thùng với phát chế cho người ta đang nuôi mấy đứa con, 7 anh em ăn học. Rồi cha bỏ đi theo đi tụng kinh đồ cho người ta vậy đó. Rồi giờ cha đi theo mấy ông đồng đạo đó, rồi bỏ cha mẹ, bỏ mấy anh em đây luôn. Rồi mẹ thì mua gánh bán bưng, rồi em thì đi học, nhưng mà cũng trong hoàn cảnh khổ, đâu có tiền để làm lộ phí đi học đâu. Đi bán mắm dưa mắm bán ấu, kiếm được 20 kg gạo với mấy chục ngàn đặng đóng đang học sư phạm. Rồi nuôi, rồi vừa đi học thì đi làm móng đồ thêm, năn nỉ mấy bạn trong trường vậy đó, đang kiếm thêm bộ móng 1500 vậy đó, đang kiếm tiền chi phí ăn học. Rồi lúc có con có chồng thì chồng thôi, chồng bỏ, chồng cũng chê nghèo nữa, đánh đập bỏ không cấp dưỡng gì hết. Rồi nuôi con từ hồi lúc là ta 90 năm, nó sinh năm 90 tới giờ đó là về nuôi gia đình đồ luôn đó. Rồi kia cỡm người ngoài ra thì đi bán mắm dạo, thứ bảy chủ nhật thì bán mắm dạo làm móng rồi để nuôi đó. Nhà lập chập như cái hình cho nãy đó là khổ lắm, lúc trước nhà lá. Rồi nhờ cô Thanh Danh cầu Truyền Đức đó, thấy mẹ bó chổi rồi đó, rồi mới là vận động, mới quay trời chuyện hình, rồi mới chở vật tư lên cho. Rồi giờ vợ chồng cô Danh đó là mới đứng cắt luôn. Này là cô Danh là tại chợ nè. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình thương, được dạ. Sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Và đây là hình ảnh cái tấm hình mà chị Hạnh trước đây nè. Dạ, chị không có biết mặc đồ gì hết á. Rồi sau này thì cũng được sự động viên của chị Cúc cũng như là gia đình đó, thì chị Hạnh cũng đã bình tĩnh hơn một tí xíu rồi. Thật ra thì em gửi lại cho chị nè. Làm cha làm mẹ thì không ai bao giờ muốn thấy cái cảnh này hết á. Và đặc biệt là ngày hôm nay khi mà tiếp xúc với các anh với chị á, là những người có ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng, mà người cha người mẹ đã từng làm thuê làm mướn để nuôi con mình ăn học á, thì còn bà cụ đang ngồi giỏng ở đằng trước. Bây giờ mình sẽ gặp bà cụ để chia sẻ về một người mẹ đã rất yêu thương con mình, mặc dù sống cái cảnh làm đủ nhưng mà vẫn cho con mình, những đứa con phải ăn học, được ăn học đến nơi đến chốn ha. Bây giờ gặp cụ tí xíu ha cô bác anh chị. Bây giờ cô bác mình thường quân thương giúp đỡ được gì là cảm ơn nhiều. Rồi được kia với mà chị em rồi được kia rồi mạnh khỏe dồi dào sức khỏe không? Bước năm mới sang năm mới ha. Bà chúc con mạnh khỏe thì bà khỏe không? Bà cũng không khỏe mà không có khỏe hùng. Ráng khỏe. Dạ. Cô chúc con là dồi dào khỏe hoài, dồi dào lên vậy đó. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm mà 87 rồi. 87 tuổi? Dạ. Trời ơi. 87 rồi. Mà mấy năm trước thì thấy đường. Ngoại con có 82 tuổi mà yếu quá. Vậy hả? Ta đi thấy đường, còn đi bó chổi rồi đi ra bán á. Bó chổi rồi vũ gom, vũ đồ mất rồi. Rồi sao mà nó đau đó, bắt đầu đi nằm viện về, đi nằm viện về cái hai con mắt. Bây giờ nó cũng như là nó không có mù mà nó kéo mây á. Dạ. Bây giờ thấy nó mờ mờ vậy chứ không đến nỗi mù mà đã không thấy đường. Kêu bằng kéo mây mờ mờ chứ là mây mù sương mù vậy đó. Trước đây bà làm công việc gì nuôi con mình? Vũ gom rồi này kia với đội khô đồ bán rồi này kia vậy với bó chổi. Dạ. Bó chổi sao cao đó. Dạ. Bó chổi là cái đó là mình cái ngày bữa dặn. Còn đi mua khô mua đồ là ông Bảy Thiều rồi ngoài bà Bảy Thiều rồi ngoài mua khô mua mắm thì bà bỏ mối cho mình. Rồi mình ra mình cân. Đó, rồi mình cân rồi mình bán rồi mình trả tiền, trả cân cho bả với trả tiền. Vậy đó, bị mình không có vốn đó. Rồi cái rồi gì quẩn rồi gì mới đội tàu chổi gì rồi bỏ chổi. Rồi khi nào mà nghe ai cái ruộng ai gần lúa đó thì bắt đầu quẩn về nghe đập lúa thì mình ra mình kêu bằng quốc gom mất đó. Chảy cái đệm về. Cái rồi, tủ lên. Rồi cái gom ôm vô gom rồi bắt đầu quất vậy ra, quất cho nó rụng ở trong cái đệm á. Dạ. Rụng vậy đó rồi hết cái đống gom này ôm lại đống gom khác lại cái đệm này. Dạ. Rồi lại ra kia ôm lại rồi để đàng hoàng cho người ta nha, người ta mới thương nha. Dạ. Tử tế rồi quất rồi về, cái bắt đầu có gió mới về. À. Về được có một mà ấy có 8 lít hả? 8 lít lúa hả?
chứ không có nhiều. Con biết rồi là ngày xưa là bà có nghĩa là người ta xúc máy phóng rồi bà trải tấm điểm xuống trước rồi lúa nó những cái hạt ướt nó dính theo cái cọng gom rồi bà vũ cái cọng gom ra bà hứng hộp lúa lại đúng không? Mốt vậy đó con. Dạ. Mà có mốt vậy sao giàu như vậy? Bởi vì có tắm đến không. Mà con thấy bà mốt vậy sao bà giàu như vậy? Biết là sao giàu không? Cô vật tư thanh danh cô cho giàu. Dạ. Cô vật tư thanh danh với gì thì cầu tiền Đức Vĩnh Long á ngang. Dạ. Chừng nào bây giờ đây xuống hỏi vật tư thanh danh cầu tiền Đức ở đâu? Cái rồi mà tội nghiệp đem nhà thấy quá tệ đó. Thấy quá tệ rồi cái người bệnh này lại lợp nhà lá lại đốt nhà nữa chết chết mẹ không đốt nhà cái người ta xóm người ta thấy cháy lửa ở trên á bắt đầu đem thùng phi đường đồ lại nước dãy lên bị chảy đó rồi sau cái vật tư thanh danh thấy vậy mới nói với mà ủy ban mình cô Hoàng ở chỗ cầu Đúc á mới đem chở cát ở trời biệt dưới cầu Tiền Đức ở Vĩnh Long á ngang ở chỗ mà Bú Điền đó còn là cầu Tiền Đức đó. Dạ. Đó, rồi hỏi con vật tư thanh danh coi bây giờ không biết mạnh giỏi không bây giờ theo chừng 70 mấy à. Nhưng mà con muốn nói bà là con nói bà giàu là giàu như thế này. Dạ. Nhưng mà cuộc sống của bà cực khổ như vậy á. Dạ dạ. Thì làm sao mà có tiền đâu mà nuôi mấy đứa con ăn học hết vậy? Mà cô giáo này dạy. Dạ. Dạ có thời gian cô giáo dạy rồi đi mà bán mắm, bán đồ vậy đó. Rồi dặn mà mua gạo, mua đồ đổi mắm, đổi gạo hơn vậy đó. Khô đổi gạo hơn bị còn ấy á. Dạ. Còn ấy mà chừng 200 g khô vậy đó. Dạ. Cũng đổi nửa lon sữa bò đó. Đó mà tá túc vậy rồi cái mà ráng nó chà nó bỏ đi rồi lớp 9, lớp 10 mà ráng nuôi tới ăn học rồi tới ăn học cái bắt đầu đi thi cái nó sợ rớt á nó lận bùa vậy nè. Nó lận bùa cọp bi á. Dạ. Lận bùa cái bị ông thầy mà hiệu trưởng ông thầy ấy á. Dạ. ông bắt lên hành lang cái bắt đầu phạt 2 chữ dịch. Dạ. Hai chuyện dịch cái gì cái mà thi rớt rồi báo tin rớt rồi cái nó buồn thấy vậy nó mới anh Út ấy nói thôi mày má mày nuôi không nổi rồi xuống tao nuôi tiếp người cho rồi tao cho mày ăn cơm rồi tao nữa sau 3 tháng là tao cho tiền cho đồ rồi cái đi xuống dưới rồi sao mà không biết có ma quỷ gì nhập không biết cái nó đau nó không nó cổi quần áo ra nó không bận quần áo luôn, người ta báo tin, người ta nói nó không ăn mà nó không bận quần áo, nó chị xuống chị coi nó có gì đeo nó gì à, nó rồi tới chừng gì à đây nó bắt đầu nó tới người này kia nó ra mà đường nó tràn 100% luôn vú món gì không chồng vú đánh luôn. Dạ. Có nghĩa là bà cụ chia sẻ như thế này nè. Dạ. Là ngày xưa chị Hạnh á đi học bài không kịp á rồi cái lận những cái phao thi á lặn vô đây rồi sau đó ông thầy bắt được mới cho 2 chiến dịch rồi vì cú sốc tinh thần rồi đi xuống sông hay sao á. Dạ. Rồi không biết có bị gì không á về. Dạ. Tâm linh á. Dạ. Rồi bệnh đến giờ luôn thành thử là cứ nhốt đến giờ luôn đó. Nên là nữa khi mà kể mặc dù là 87 tuổi gần 90 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà trong cái ký ức của bà cụ á là từ cái việc bà cụ làm sao để mà cho cái nhà mưu sinh nuôi các con học á. Dạ. Và việc làm sao để mà có tiền các con ăn học á thì bà cụ đều nhớ hết à. Rồi những cái biến cố cuộc đời của con mình thậm chí là bà cụ kể còn gành hơn những người ở trong cuộc. Không phải mắt bà bị chảy nước mắt sống á. Mờ hai. Dạ. Mắt mờ. Dạ. Hai mắt mờ. Dạ. Dạ. Mổ không được, người ta nói cào mấy cái mây này là mà tim rồi chịu không nổi. Dạ, thôi cậu ơi. Dạ, thôi bây giờ gần Tết rồi. Dạ, bây giờ dưới gần già rồi kể gần chết đi. Cái còn chết đi rồi bây giờ làm nữa nó đau đớn nó chết sớm thôi kệ mờ vậy cũng chịu đựng được đi. mà mày ấn đi được mà đi được lần đi đá đi ỉa được con cũng. Dạ. Mừng vậy đi con bây giờ mì chúc cho con về quê gia đình thôi đi, trước khi bà sức khỏe hết nha mừng ngăn vậy mừng qua tới đây là mừng quá rồi. Dạ. Viếng thăm tại với lì xì con tại sao. Dạ. Mừng bà chúc con đi mà lì xì con nha. Chúc cho chúc lời quý đi chúc lời quý giá rồi. Hơn dạ. có tiền mới được chúc con có tiền lì xì chứ. năm nay mà con có gia đình chưa? Dạ cái chuyện đó là sao để con chúc bà lại trước. Dạ. Ngày hôm nay thì con đến đây là được các
các cô các dì ở đây hướng dẫn con đến đây để tìm hiểu gặp gia đình của mình. Dạ. Mà được cái là cụ rất là minh mẫn, mặc dù là gần 90 rồi. Dạ. Nói chuyện rất là cái giọng rất là thanh luôn. À, và con đến rồi. Dạ, con đến đây là con thay mặt cho bà Mã Anh ở Mỹ á, con gửi cho bà gạo ha. Dạ dạ. À, cảm ơn quý quá. Đây là tính là gạo mà hút à. Dạ, đây con để cho bà đây ha. Bây giờ không gầy. Đây là phần gạo. À, ít ai cho gạo. Dạ. Ai cho gạo. Dạ. Ta con để đây ha. Còn này là mì. Dạ. Mì với lại nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, đường đầy đủ hết á. Dạ, cái này là ăn tới qua Tết, ăn tới 2 năm mới hết. Năm nay với lại năm sau. Dạ. Thì phải rồi. Thì đúng rồi. À, mai mốt rồi Tết rồi. Rồi ăn tới qua khỏi Tết. Dạ. Là năm sau. Dạ. Thì tới 2 năm mới hết đằng đó. 2 năm mới thương á. Nhưng mà quà này là bà biết là ở đâu có không? Giá rất kỹ lắm mà. Cái này ở ngoài Mỹ hả? Chở từ Mỹ về á. Vậy hả? Ơi quý kinh giá. Kinh khủng lắm. Không? À, quý giá lắm. Có giấy của tàu mới đưa được quà đi tới đây. Dạ đúng rồi. Phải leo lên máy bay nữa. Bởi vậy. Máy bay này nó cân không? Dạ nó cân. Cân. Dạ. Gạo cân không? Dạ cân luôn. Cân ơi, gạo ở ngoài Mỹ hết á hả? Dạ. Mẹ ơi. Tốn tiền bộ mà. Vậy bà thấy thương không? Thấy tấm lòng kinh khủng không? Ờ bởi vậy mới mà chúc mà giờ sức khỏe phát đạt đó. Dạ. Giờ chứ biết lấy gì mà đền ơn giờ. Dạ con rồi. Này ở Việt Nam. Dạ hả? Dạ cái bà mà anh ở Mỹ là tặng cho bà riêng, cái này là đem từ Mỹ về. Dạ. Trời ơi, vậy rồi con máy bay nặng dữ. Dạ, máy bay nó chở nặng lắm. Nặng dữ anh. Dạ. Rồi ngoài ra thì bà Mã Anh cũng gửi cho bà 2 triệu đồng tiền mặt để mà ăn Tết nè. Dạ, cảm ơn. À. Dạ, cảm ơn mà gia đình con với chị hay cô gì đó. Con dạ. Con và mấy bà bị lỗ rồi. Hả? Bà Chúc không có cho tiền mà con đây mà mấy bà Chúc. Thôi nói giờ, vậy chứ. Thôi bây giờ lấy dấu này làm lại dấu đi. Thôi. Giờ lấy đây làm. Là phần của chị Linh ở chợ mới An Giang gửi cho bà thêm 1 triệu nữa. Vậy hả? Rồi là tổng cộng là hai phần nha. Dạ. Phần ở đây là của bà Mã Anh là 2 triệu nè. 2 triệu. Với lại phần này. Dạ. Rồi đây luôn. Đây phần của một triệu này là của chị Linh ở chợ mới. Dạ, ở chợ mới là ở thành phố hả? Chợ mới là ở tỉnh An Giang đó bà. An Giang là mà trên Long Xuyên hả? Dạ. Long Xuyên, An Giang là dạ, gần gần đó. Dạ. Mang ơn dữ vậy. Thôi mình chúc cũng gia đình đó hết rồi mình giỏi mà ăn phát đạt đây. Làm phước kiếm phước bỏ ống đời sau cũng gửi luôn. Dạ. Cho bà mà anh cũng gửi luôn cho bà chai dầu. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều ngăn ấm dầu để sức khi tối rồi nhức mỏi. Dạ. hai bằng giò đó. Vậy là Tết này giàu rồi. Dạ, giàu hai bằng giò này. Hai bằng giò hơi lạnh như đầu gối á. Sợ trước hai đầu gối vậy, sợ đầu gối đi không được á. Dạ. Bao nhiêu mình... đây hồi đó là bà tủ gom bà là vũ lúa mới bán được bao nhiêu tiền đây? Ơi, vũ gom vậy một ngày có 8 lít lúa có nhậm gì. Cái này dầu vũ còn cả tháng à. Cái này đây. Hả? Dạ. Trời ơi cái này vũ không biết 2-3 năm rồi chưa đủ tiền. 2-3 năm. Ngày hôm nay con đến đây có dịp cận Tết con về đây con thăm bà. Dạ. Thăm về gia đình của bà. Dạ. Con thay mặt cho Mạnh Thường Quân cũng như là bà Mã Anh cũng như là chị ở Mỹ cũng như là dạ. Chị Linh ở An Giang á. Dạ. Cũng như là có bà Mã Xuyến nữa. À. Là bạn của bà hay sao á. Dạ hả? Bà hai mì đó. Bà hai mì nói bà hai mì bà tôi. Dạ. Bởi vì nhớ hoài mà tôi hỏi ông Dũng mà chạy xe đò chồng cô giáo á. Tôi nói có bà đó mà bà hai mì bà cho tôi gạo mà tôi không biết bà ở đâu á. Ông Dũng bà cũng không biết nữa. Tôi có ăn gạo mà không biết nhà ở đâu. Dạ. Mình cũng chúc bà đó luôn nha. Dạ. Vậy hả? Hết thấy đường. Vậy hả? Vậy đâu có thấy đường đâu à đâu. À, gửi gạo cho bà chị đó em lên cho chị đó. Bởi vậy đem lên rồi cái hỏi chút giùm mà hỏi ông Dũng, ông Dũng hỏi biết bà mày ở đâu không mà cho tôi gạo hoài vậy. Ông Dũng nó không biết. Mắt không phải tưởng mà nói chuyện ngộn gẳng hơn. Mắt không thấy được mà cũng mà gửi lời nói giùm tôi cho tôi gạo rồi biết rồi mang ơn giùm tôi chứ nghe. Dạ. Thôi ngày hôm nay thì đến đây con thay mặt cho dạ.
tất cả mạnh thường quân á. Dạ anh. Chúc cho bà luôn có sức khỏe dồi dào, có dạ. một cái Tết sum vầy cùng với con cháu. Dạ. Nhớ sử dụng tiền này để mua bánh mứt gì đổi tiền lẻ 10.000 2.000 lì xì con cháu. Dạ. Nhớ lì xì cho con nữa nghe. Dạ. Con ở đâu sao gửi? Sao bây giờ lì xì đi? Dạ thôi. Hả? Bà giữ đó đây chưa Tết mà. Hả? Chưa Tết. Rồi tuần tao Tết biết làm sao mà gặp con nữa. Dạ, gặp. Biết là mà có đi mà bà có đi xứ khác không đấy mẹ. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân với nhà hảo tâm. Dạ. Xin chân thành cảm ơn bà mà anh ở Mỹ, cảm ơn chị Linh ở Chợ Mới An Giang đã đồng hành với Bùi Hồ trong đoạn clip ngày hôm nay. Cũng nhân dịp những ngày cận Tết như thế này, xin chúc cô bác anh chị có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha. Ý kiến thì cũng như cháu giới thiệu vậy. Dạ. Ý kiến...